phương pháp giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori, sinh năm 1870, mất năm 1952. Phương pháp Montessori tôn trọng sự khác biệt của trẻ. Trẻ khác với người lớn và mỗi trẻ là những cá nhân khác nhau. Trong môi trường Montessori, trẻ sẽ trải qua những hoạt động được chọn lựa một cách cẩn thận, phù hợp với từng độ tuổi và cấp độ phát triển. Giáo viên luôn để tâm đến nhu cầu của trẻ và biết cách khích lệ sự tò mò và động lực ham tìm hiểu của trẻ. Từ đó, trẻ sẽ dần dần phát triển sự tập trung, phối hợp, độc lập, tự tin và trưởng thành là những cá nhân tích cực, thích nghi với mọi môi trường xã hội. Rất cảm ơn bà Christine đã tham dự chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa bà, đâu là yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta áp dụng phương pháp Montessori đối với con cái chúng ta? Cảm ơn bạn. Tôi nghĩ rằng một trong những điều quan trọng nhất đó là bố mẹ nhận ra con cái mình phát triển kỳ diệu như thế nào. Phương pháp Montessori khuyên cha mẹ hãy theo dõi những bước phát triển của con để hiểu con hơn, tôn trọng tất cả những tính cách cá tính của con. Một khi cha mẹ hiểu rõ trí não của con cái mình có thể phát triển tuyệt vời ra sao, con mình có những khả năng gì, thì cha mẹ cũng sẽ hiểu được rằng trẻ con có thể tự dạy được mình. Vì vậy, nếu cha mẹ muốn áp dụng phương pháp này, cha mẹ cần hiểu rằng mỗi đứa trẻ là khác nhau, chúng có sức mạnh vô biên và nhiệm vụ của chúng ta là phải khơi dậy chất sống nội tại đó một cách tự nhiên nhất. Vậy khi nào thì có thể áp dụng phương pháp này thưa bà? Ồ, giáo sư Montessori cho rằng trẻ em đã có thể bắt đầu học 9 tháng trước khi chúng sinh ra. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ những giai đoạn phát triển của trẻ và chuẩn bị tất cả những gì cần thiết. Nhiều phương pháp giáo dục có thể áp dụng khi một đứa trẻ được 18 tháng hoặc là 2 tuổi. Nhưng với Montessori, ở Mỹ chúng tôi có thể áp dụng từ khi con mình 6 tuần tuổi cho tới khi học trung học. Trong phương pháp Montessori có những khái niệm như là môi trường được chuẩn bị sẵn. Bà có thể giải thích cụ thể cho chúng tôi hiểu được không? Vâng, trong Montessori, khái niệm đó có nghĩa là khi chúng ta quan sát con trẻ, chúng ta hiểu được chúng muốn gì và dựa trên ý muốn của chúng ta sẽ chuẩn bị môi trường xung quanh cho phù hợp. Chẳng hạn, chúng ta chuẩn bị mọi thứ xung quanh thật đẹp đẽ, cho con được cảm nhận nhiều nền văn hóa khác nhau, cho con những chuyến đi dã ngoại. Quan trọng là hãy quan sát con mình muốn gì và chuẩn bị thật cẩn thận mọi thứ thuộc môi trường xung quanh, bởi những gì thuộc môi trường xung quanh cũng chính là những học cụ tuyệt vời. Nó cho phép trẻ phát huy tính độc lập ở tất cả các lĩnh vực, phù hợp với xu hướng phát triển tâm lý bên trong của trẻ. Thế còn tự do trong khuôn khổ thì sao thưa bà? Tự do trong khuôn khổ có nghĩa là trẻ được phép làm bất cứ điều gì đã được bày ra trước mắt như một bài học. Chúng ta không cho phép một đứa trẻ chạy lòng vòng quanh phòng và hét lung tung. Nhiều người nghĩ rằng Montessori tức là để cho trẻ được tự do chạy vòng quanh, hay người khác thì lại nghĩ Montessori lại là một cái gì đó rất nghiêm khắc và cứng nhắc. Thực tế không phải vậy. Chẳng hạn nếu tôi đến nhà bạn, bạn muốn tôi được tự do thoải mái như ở nhà, nhưng tất nhiên tôi không thể thoải mái đến mức có thể phá hỏng một cái gì đó trong nhà bạn. Đó chính là kiểu tự do mà con trẻ nên có. Tự do sẽ giúp trí não chúng phát triển và lớn lên theo cách của riêng chúng. Nhưng bà biết không, ở Việt Nam có rất nhiều gia đình gặp mâu thuẫn giữa bố mẹ và ông bà trong vấn đề nuôi dạy con cháu. Bà có thể cho chúng tôi vài lời khuyên trong trường hợp này. Ồ, thực ra đó là vấn đề toàn cầu đấy chứ. Tôi cũng là một người bà và tôi cũng muốn con gái tôi phải nuôi dạy cháu tôi như cách mà tôi muốn. Nhưng tôi cũng phải tôn trọng cô ấy là mẹ đứa bé. Thật tuyệt vời, ở đây có những gia đình nhiều thế hệ. Ở đất nước chúng tôi, nhiều đứa trẻ không có được may mắn sống cùng ông bà mình. Nhưng để có sự kết hợp hoàn hảo, ông bà và bố mẹ cần phải thảo luận với nhau thật nghiêm túc về mục tiêu mình muốn nuôi dạy đứa con. Chúng ta muốn gì ở con mình và đâu là cách tốt nhất để đạt được điều đó. Khi đó, mỗi người sẽ hiểu được chúng ta cần làm gì và vì vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng tôi thường mời cha mẹ đến các trường Montessori để cho cha mẹ xem các video và hiểu hơn về Montessori. Bởi vì nếu muốn thành công với phương pháp này, gia đình và trường học phải là đối tác của nhau, kết hợp thật chặt chẽ. It must be a partnership between the home and the school.
Hiện nay phương pháp này đã phổ biến trên thế giới ra sao thưa bà? Ồ, mọi thứ đang được mở rộng hơn. Hiện nay đã có hàng ngàn trường học Montessori trên khắp thế giới, và tôi rất may mắn khi đã có cơ hội đi thăm nhiều trường, đặc biệt là ở khu vực châu Á và Mỹ. Tất cả những nơi chúng tôi đến có thể là những phòng học khác nhau, những gương mặt trẻ thơ khác nhau, có nơi rất cầu kỳ, có nơi rất đơn giản, nhưng đều giống nhau ở chỗ. Đó là có một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho trẻ, tạo cho chúng những cơ hội được thoải mái chơi đùa với nhau. Và tôi cũng nhìn thấy những điều đó ở Việt Nam, như ở trường Sakura Montessori này. Đây là một nơi tuyệt vời. Vậy điều quan trọng nhất mà bà khuyên các bậc cha mẹ Việt Nam nên làm là gì thưa bà? Hãy yêu chúng, cho chúng thời gian để lớn, tôn trọng chúng và tận hưởng từng khoảnh khắc bên con, bởi vì trẻ con lớn rất nhanh, và khi đó bạn sẽ có một đứa trẻ tuyệt vời. Rất cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi.